Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on Channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And I hope you learned today more about IHSS, the in-home health services, to help our families that needs additional caregiver support. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV. Trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội, chương trình đây là chương trình song ngữ. Hy vọng mỗi tuần mình sẽ gặp nhau nói chuyện và hiểu về nhiều cái đề tài khác. Hôm nay mình sẽ gặp chị Ái Vân. Ái Vân là một người là giúp rất nhiều gia đình trong khu disability về OC autism, về kỹ rất và cái nhiều người có nhiều cái khó khăn về còn cung cấp về cái tiền IHSS. Hôm nay mình sẽ có thời gian đặc biệt hiểu thêm về cái chương trình IS là gì. Chị Ái Vân, welcome to the show. Cảm ơn chị Julie, cảm ơn quý khán giả ở nhà. Tôi tên là Yvonne Ái Vân. Ái Vân, nói thêm về cái công việc của Ái Vân. Ái Vân là ai? Nói chút về gia đình, về cái làm sao chị Ái Vân biết nhiều về cái chương trình của IHSS là In-Home Support Services. Mình tên là Ái Vân. Mình qua đây diện HO, coi như là con của HO, qua đây hồi 91 tới giờ. Thì hồi nhỏ lúc mà mình ở nhà đó, thì ở trong cái khu apartment đó, thì mình là một trong những đứa mà biết nói tiếng Việt cũng giỏi, mà biết nói tiếng Anh cũng giỏi. Thành ra mấy bác ở trong khu apartment ưa tới nhờ ký giấy tờ giùm hay là nhờ biên giấy tờ rồi nọ ra sao. Thì Ái Vân ưa giúp mấy bác làm giấy tờ rồi nọ. Thì lên tới lớn luôn thì bây giờ cũng là như vậy. Thì hồi xưa mình có ba chị em gái. Mình là lớn nhất, có em giữa và em út của mình. Thì em út của mình là bị bệnh Down syndrome. Thì rồi bây giờ đó thì mình có hai đứa con trai mà hai đứa đều bị tự kỷ hết, bị autism hết. Mà Julie muốn hỏi nè, nhiều lúc á, chừng nào bố mẹ của mình, phụ huynh của mình lớn tuổi rồi, nhiều người, bố mẹ của mình có biết IHSS hồi xưa cho chăm sóc em của Ái Vân không? Thì đó mình mới nói đó là hồi xưa đó mình thấy em của mình, cái đó là em của mình. Mình nhiều khi cái tình thương của mình đối với anh chị em nó khác, và cái tình thương lúc mà thành một người mẹ nó khác với nhau. Thì lúc mà mình trải qua với lại hai đứa con trai của mình mới biết là IHSS là cái gì, và IHSS có thể tới được bao nhiêu giờ, và cái những cái cách mà những cái benefit khác mà những người có tật có thể nhận được, nhưng mà rất là nhiều người không có biết tới. Đến y hệt như ba mẹ mình, 30 năm ba mẹ không có biết tới đến nỗi. Sau tới 30 tuổi em còn chưa có IHSS luôn. Nó có IHSS nhưng mà very minimum. Very minimum, rất là ít. Tại sao ít? Tại Julie cũng nghĩ là giống như anh của mình cũng bị stroke, là bị tai biến, và cũng có rất nhiều cái khó khăn, phải ngồi trong xe lăn, hiếm khi được đứng dậy để đi vệ sinh, và cũng là nằm ngủ, không phải là nằm trong giường không. Mình phải chăm sóc rất kỹ trong mình, cái người mà chăm sóc anh của mình là cái người vợ, thì vợ phải thương nén, mà điều mình thương gia đình, mình thương anh vợ chồng của mình cũng được, mà điều tại sao mình chăm sóc mình cũng bực mình. Hay chừng nào vợ chồng cũng không được đi làm, tại chồng mình nặng quá, thì mình cũng có cái nhiều cái khó khăn. Julie thấy trong cái vấn đề của gia đình của mình đó là lúc mà mình hiểu về cái quyền lợi của IHSS, hồi xưa có thể được có 10 tiếng đồng hồ trong mỗi tuần. So bây giờ mình Julie chăm sóc hay giúp được về mình advocate cho gia đình đó, là IHSS cho 100 tiếng, 200 tiếng luôn. Thì cái đó là giúp cho gia đình nhiều. Mà Julie thấy là bây giờ anh của mình chăm sóc kỹ hơn, ăn uống tốt hơn, và tới mình thấy là anh với gia đình của anh có nhiều cái hạnh phúc hơn luôn á. Hạnh phúc hơn, vui hơn. Trong cái kinh nghiệm của gia đình của chị Ái Vân á, chị Ái Vân có thấy lúc mà tới em của Ái Vân là 30 tuổi, gia đình Việt Nam của mình giống chị nói là 30 năm đây
không có ai, không có ai nói gì hết, nói gì không hết. Có bác sĩ gia đình cũng có thằng cũng hiểu phải không? Dạ, dạ. Thì cái chuyện của mình á là trong em của mình hồi xưa là từ đó giờ đã bị bệnh, nhưng mà lúc mà mình là phụ huynh trải qua với lại hai đứa con trai của mình á thì mình thấy nó khác, mình mới biết nó có những cái việc này, những cái benefit này. Mình thật ra rất là hăng hái giúp đỡ các người khác, tại vì mình thấy tại sao giống như ba mình hồi xưa qua đi diễn HO thì ba lúc đó năm 90 mấy là phải làm tới 4 việc làm. Một ngày ba chỉ ngủ được có 4 tiếng thôi để mà có thể support gia đình, support vợ và ba đứa con gái. Thì lúc đó mà tại chừng nào mình lúc đó chừng nào ba của Ái Vân biết cái chương trình IHS, hiểu cái quyền lợi thì có thể chăm sóc gia đình còn kỹ hơn và cũng có cái sức khỏe tâm thần nữa ha. Vâng. No, chị nói đúng rồi, tại vì nếu mình cứ nghĩ lại nếu mà hồi xưa bây giờ từ đó tới giờ đó thì em nó có IHSS khoảng chừng 70-80 giờ, có khoảng chừng 500 tới, và maximum là bao nhiêu? 500 tới 1000. So bây giờ em nó có 283 giờ. Wow. Có nghĩa that's là, the maximum amount. Yes, that's the maximum amount. And có nghĩa là có khoảng chừng tính ra bây giờ giá tiền bây giờ là khoảng chừng 5000 một tháng. Mà nó là có thể nếu mà mình làm IHSS cho con mình thì những cái đó là không có phải tính income, cái đó nó không lúc mà mình khai thuế thì không có phải tính thành là cái income của mình. Well, thank you, Trái Vân. You know, về cái chương trình đây là chương trình song ngữ mà Julie hỏi về tiếng Việt Nam, tại gia đình về bằng gia đình Việt Nam của mình rất cần hiểu hiểu về đây. Và rất nhiều gia đình khác cũng đâu có biết cái chương trình đây. Về cái tiền về disability, chẳng phải là trẻ em không, mà cũng người lớn. Giống như Julie nói là chừng nào gia đình nào có người trong gia đình của mình bị bệnh, đi bệnh viện, mà bây giờ bị có cái disability, mình cũng có quyền lợi được xin cái chương trình đây. So once again, you know, there's so many benefits with IHSS, which is in home support services. The qualification is not just for children with special needs, but also adults with special needs or people who acquire a disability as they age. So I hope today's show will give families more opportunities to learn what IHSS is. I really appreciate you, Jai Vang, because you're sharing with the audience that IHSS is a services that really changes the dynamic of the family, the support of the family, and also you mentioning that you didn't really understand it until you became a mom. Right. And having even a sister or a sibling with Down syndrome, your families didn't access it. Yeah. You know, so what would you say to families out there right now who doesn't really, who has a child with autism or other disabilities, or has an adult or a family member who has acquired a disability? What would you say to them on how they can learn more about IHSS and how, who should they reach out to? Yeah, so absolutely. IHSS, first of all, is a Medi-Cal program. You have to have Medi-Cal first. And a lot of people have a misconception that you have to be poor to have Medi-Cal. You have to have low income, but that is not true. It depends on whether or not a person has a disability as well. What I tell a lot of parents when I say, oh, you know, you can get Medi-Cal for your child, they would tell me, oh, well, we think our income might be a little too high. Which again, it might be too high, but in Southern California, it's really nothing. but I will tell them that, oh, really? How much does your child make? And they're like, no, I mean us. And I mean, I'm like, exactly. Your child doesn't make anything. You do qualify. There is a lot of benefits. So please let me walk you through this and show you what kind of benefits you're missing out. These are the benefits that can really help the family entirely. Right. And you know, the other thing about it is when I talk to families, when they say, oh, we already have health insurance. Yeah. And I said, well, what if somebody loses their job? Yeah. And your child is without services. Right. 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 So I always tell families, even if you have health insurance, the family and for the child's sake too, should also apply for Medi-Cal and have that as a secondary. And it'll always be available just in case something happens. So Julie, cảm ơn chị Ái Vân. You know, after the commercial break, we'll continue to talk about this conversation. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với chị Ái Vân Murray về chương trình của IHSS là In-Home Support Services. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765.
Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. I'm your host, Julie Yip. Today's topic is about IHSS, in-home support services. Hôm nay Julie với chị Ái Vân Murray sẽ tiếp tục nói theo về cái chương trình của IHSS. Là cái chương trình đó là nói tắt ra đó là chương trình gì chị Ái Vân? And là tại sao chị Vân Ái Vân nói là trước khi phần commercial mình nói đó là phải có Medi-Cal. Yeah. Trước khi mình được xin cái chương trình IHSS mà Ái Vân cũng nói là đặc biệt đó là mình được nhận Medi-Cal là tại vì thì con mình có khuyết tật hay cái người trong gia đình mình có khuyết tật, yeah. Mà không phải là mình không có insurance, mình không được xin, yeah. Mà bắt buộc tại sao gia đình, làm sao mình phải hiểu cho gia đình phải apply cái chương trình đấy? Cái thứ nhất á, là mình làm ở trong healthcare 15 năm thì có rất là nhiều người cứ nghĩ là private insurance á, là có nghĩa là more benefit, còn Medi-Cal không có gì hết. That is not true. Thật ra Medi-Cal actually has more benefits than private insurance, thì thành ra gia đình thì nó có cái nhiều quyền lợi hơn, rất là nhiều quyền lợi hơn private insurance. Vâng, chị nói, chị Ái Vân nói thêm về what are some of those additional benefits? Yeah. Let me talk to you about how to, you can qualify first. Okay, yes. So first of all, a person, cái người đó có, nếu mà có khuyết tật á, thì sẽ có được Medi-Cal. Thì cái tiền mình có nhiều tiền mình làm nhiều cũng vẫn được apply. Dạ cũng được apply, tại vì cái Medi-Cal á là cho cái người khuyết tật chứ không có phải là cho cái gia đình của người khuyết tật. Dạ. Tuy là cái người khuyết tật họ có những cái giờ đó thì những cái giờ đó là có thể gia đình có thể take care được, hay là có thể gia đình không có thời giờ, hay là gia đình có thể yếu quá, giống như ba của mình 75 tuổi, vâng. Còn em mình nó ba mấy tuổi mà nó cũng bự con, thì thành ra đâu có cách nào mà ba lo cho em được, thì ba phải mướn người khác để làm cho em mình. Đó, thành ra lúc mà mình xin cái IHSS nó không có phải là về cái người ba mẹ hay lợi tức ba mẹ, nó là về cái người có khuyết tật. Vâng. Mà nếu mà em nó dưới 18 tuổi đó thì mình có thể xin một cái nó rất là quan trọng, rất là nhiều người không biết, cái đó gọi là DDS waiver. Có nghĩa là lúc mà em ở dưới 18 tuổi thì ba mẹ làm bao nhiêu tiền không có vấn đề, nó không có nó không có không có affect cái eligibility của em, thì thành ra mình phải lấy cái DDS waiver lúc mà em trên 18 tuổi. Mà cái phần DDS waiver ai sẽ giúp cho gia đình của mình? Tại giống như chị Ái Vân nói DDS waiver, mình Julie làm trong nghề thì mình cũng hiểu. Yeah. Thì cũng có rất nhiều mà điều người khán giả của Little Saigon TV, yeah, làm sao họ biết về cái DDS waiver? Yeah, cái DDS waiver thì có thể phải hỏi những người ở Regional Center. Thì mình mới nói là nhiều khi có rất là nhiều cái step, cái application, thì bởi vậy nên phải kiếm những người giống như là Ái Vân, người binh hộ, thì có thể giúp đỡ gia đình binh hộ, walk gia đình through những cái step để làm cái application. Thì yeah, cái DDS waiver, lúc mà em dưới 18 tuổi mình cần cái đó, ba mẹ làm bao nhiêu thì không có thành vấn đề. Lúc mà em 18 tuổi trở lên á, thì cái Medi-Cal nó sẽ trở về em thôi, coi như là em nó làm bao nhiêu tiền. Thì thường thường nếu mà em bị có tật thì em đâu có làm bao nhiêu tiền, vâng, thì thành vâng ra em sẽ có cái Medi-Cal đó. Dạ. Vâng. Dạ. Mình cái phần về cái DDS waiver thì Julie cũng muốn chia sẻ với khán giả của Little Saigon TV á, là cái số điện thoại intake của Regional Center, dạ, rất là quan trọng. Dạ. Chứ mình không có là Regional Center client thì đâu có ai giúp mình nữa thêm nữa. Dạ, so Julie muốn nhắc nhở quý vị khán giả của Little Saigon TV, cho nên quý vị cần liên lạc Regional Center được cái DDS waiver dưới 18 tuổi, đó là 714-796-5354. Một lần nữa đó là 714-796-5354. Cái phần xin được về cho cái social worker, yeah, cũng ví dụ là cái bằng service coordinator cho cũng regional center cũng rất là khó khăn. Yeah. Mà chỉ là mấy chị em về nhỏ lớn lên có được cái chương trình thì nó chuyển qua thôi. Yeah. Mà chỉ là chị em bây giờ ở nhà hơn, cái người lớn bị khuyết tật cũng vẫn được regional center. Yeah. Tại vì miễn sao mình có bằng chứng là cái triệu chứng đây là hầu nhỏ lớn lên là nó kêu bằng là developmental delay. Yeah, đúng rồi. So cái developmental delay là quan trọng nhất. Yeah. So I know we can go in so much detail, chị Ái Vân, because yeah, you know, a lot of people don't understand that they need all this waiver and the support and the prerequisite, yeah, to get in. So what you're, yeah, mentioning is in order for them to even be considered for IHSS, yeah, they should have some benefits or some eligibility or paperwork or documentation, yeah, that signifies there were some developmental delays specifically, yeah, for the DDS waiver. Yeah. But once we have that one, then they can also apply for IHSS. Is that what it is? Yeah.
So lúc mà có DDS waiver thì ba mẹ làm bao nhiêu tiền thì không có thành vấn đề. So it separates the income basically, yes, is it? Yeah. Okay. So and then em nó có thể có Medi-Cal, và mình nói là nhiều khi lợi tức hơi cao, nhưng mà mình cũng biết mới đây nó có inflation. Nhưng mà trước khi inflation cũng vậy, lúc mà mình nói thí dụ giống như mình làm 100,000 ở Southern California, 100,000 không có đủ tiền để mà take care 4 người, tại vì bây giờ một cái apartment hay 2 bedroom apartment là 2,000 mấy rồi, 2,000 rưỡi rồi. Dạ. Yeah. Thì thành ra thật ra cái tiền đó nó không có đủ. Dạ, yeah, không có đủ. Và những người nào mà có thể suy nghĩ là ô tôi cũng có làm có chút xíu tiền, you know, làm này nhiều khi hơi ngại. Yeah, thì người Việt Nam của mình thiệt Julie thấy rất là ngại. Yeah. Because cái chương trình IHSS says mỗi lần Julie thấy bệnh nhân nào tới OC autism, yeah, Julie làm cái free case consultation, yeah, thì mình cũng review mọi giấy tờ. Yeah. Trẻ em đây bị disability, bị khuyết tật gì, yeah, nó có được cái quyền lợi gì, nó có được được apply được cái chương trình gì, mình ghi danh vô cái chương trình gì. Yeah. Julie chia trình bày vai cho họ, yeah, mà họ nói oh chắc không cần đâu, cho người khác, give it to somebody else that's worthy, yeah, you know, and I, yeah, think that's really hard because người Việt Nam của mình á, they don't understand that these benefits are available, yeah, but that is again not for the parents, yeah, but it's for the child, yeah, or the family member with a disability. Yeah. Mình muốn nhấn mạnh á, là cái IHSS là cho người em đó, cái người em mà có tật, chứ không có phải là cho ba mẹ. Mà ba mẹ cứ suy nghĩ đi, thì giống như là bây giờ em của mình nó 30 mấy tuổi, ba mẹ chịu take care em từ nhỏ tới lớn, vâng, 500 bạc một tháng, hay là nhiều khi nhiều người cũng không có tiền nữa, nhưng mà lúc mà ba mẹ mất rồi thì ai mà chịu take care con mình 1,000 đồng một tháng? Ai chịu take care con mình? Mình đủ đâu, cái đâu có đủ mướn. Dạ. Ai? Đó thì bởi thành ra bây giờ mình phải làm sao mình kiếm nhiều benefit cho con mình. Okay. Mình để đó, lỡ ví dụ gia đình có ba mẹ, anh chị em lớn có bị chuyện gì thì em của mình nó đã có những cái benefit ở đó rồi, từ từ mình kiếm người khác để take care con mình. Mà sao? Mình có khả năng đủ tiền mướn người khác để chăm sóc, yeah, kỹ cho con, cho anh em gia đình của mình, yeah, yeah, hay vợ rồi, chồng của mình mà bị, yeah, bị khuyết tật. Dạ, yeah, yeah, đúng, okay, rồi. Yeah. You know, so I think that's one thing that you're saying, Ivan. It's really like what you're reminding everybody is the benefit for IHSS is really for the individual with a disability. Right. We're trying to make sure that the separation from the family's income, yeah, and the motivation to get these benefits is to make sure in case anything happens to the caregiver, mm-hmm, that that individual with disability still has a fund, yeah, that, right, can support and then can, yeah, hire, yeah, a quality caregiver. Yeah. Yeah. So thank you so much for sharing this today, Ajay Vang, because I think that it's really important for our families to understand that if you have an individual at home that has a disability, irregardless of their age, irregardless of your income, they will qualify. And the money that is awarded, mm-hmm, is to take care of that person. Yes. Yes. Okay. Yeah. So Julie muốn cảm ơn chị Ai Vân hôm nay chia sẻ rất là chi tiết, yeah, cho mọi người hiểu là làm sao về tại sao mình phải nên xin Medi-Cal trước, yeah, để cho được xin cái chương trình IHSS, yep, được cung cấp gia đình. Yeah. Thank you so much today for following up with us to learn a lot more about the program for IHSS. Julie cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ hỏi thêm cho mình hiểu thêm về cái chương trình IHSS. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. I'm your host, Julie Gibb. Today, we're going to continue the conversation to learn more about what IHSS means to the family and how does it help the family. Chị Ai Vang, you know, before the commercial break, we learned so much about why our family, what this IHS money is for and for whom it's for. Yeah. But what I also want to learn about is what kind of disabilities? Can we keep on saying the word disability? Yeah. So does it include children? Does it include our elderly parents? Yeah. Does it include like our sibling? Does, yeah, it include our spouse? Yeah.
who does it include and who can qualify? Yeah. So AHSS is to assist, you know, people with disability. Disability right. can mean a lot of things. Right. Thì cái chương trình nó cho những người bị khuyết tật. Khuyết tật có nghĩa là gì? Khuyết tật có thể mình nói là các em bị bệnh tự kỷ, các em bị bệnh Down syndrome, hay các em nó nói là just delay, right. just globally delay, có chậm nghĩa phát là chậm phát triển thôi. Vâng. Và có thêm được người những người 50 mấy tuổi bị stroke. Nếu mà bị stroke nặng nhẹ hay sao thì nếu mà thí dụ như mình có người mến thương, người gia đình bị stroke cũng có thể xin, tại vì người stroke đó người ta cần sự giúp đỡ, cần sự người ta take care, cần cái caregiver. What about cái bây giờ mình tới cái tuổi mà bố mẹ của mình cũng lớn tuổi rồi. Yeah. Vậy cái chăm sóc nó cũng cần cũng cao hơn. Yeah. Giống như bố mẹ thường quên nấu đồ ăn để quên cháy rồi mình lo lắng lắm. Yeah. Có thể giống như bố mẹ thích là ra ngoài làm vườn. Yeah. Mà Julie cũng biết là mấy ông lớn like grandpas in our family thích cắt cây đồ nguy hiểm lắm, trèo leo luôn. Yeah. Thì cái phần cái nguy hiểm đó Julie lo lắng lắm. Yeah. Chị Vân, người cao niên bố mẹ của mình có được qualify cho AHS luôn không? Được. Thì các bác mà lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi càng cần sự giúp đỡ. Coi như thí dụ giống như là em là 40 tuổi thì thí dụ giống như ba cần người phải chở đi tới bác sĩ rồi nọ. Bây giờ thí dụ như mình nói là ba đang ở trên bô xa, bác sĩ chỉ qua đường thôi là tới. Nhưng mà bây giờ thí dụ mùa hè nó 100 độ, qua đường thì biết nhiều khi người ta lái không có safe, không có an toàn. Thì nhiều khi ba đi qua thì sao? Thí dụ mình phải tới nhà chở ba, tới đằng bác sĩ. Tại hồi xưa bố mẹ của mình là tự làm, tự lái, tự đi bác sĩ hết. Yeah. Mà bây giờ lớn tuổi rồi. Yeah. Không tự làm. So cái tiền IHS cũng cung cấp cho về cái phần đó luôn. Cái transportation? Yeah. Cái transportation thì có thể, cái đó là more về regional center. Còn chút khác hơn. Nhưng mà lúc cái service mà mình làm cho ba mẹ, có nghĩa là mình dẫn ba mẹ đi đằng bác sĩ đó. Cái thời gian của mình, cái công của mình. Dạ. Yeah. Cái công đó, hay là nhiều khi phải đi giúp đỡ giặt đồ. Mấy bác nhiều khi ở trong chung cư thì chỉ có một cái phòng nó thôi, rồi phải đi từ trên lầu 3, lầu 4 đi xuống rồi nọ, thì nó rất là khó khăn. Thì nếu mà mình tới mình giúp đỡ ba mẹ, mình làm giặt giũ, hay là giống như là chị nói, giống như là mấy bác càng lớn tuổi nhiều khi cái lò đó mà đọc báo xong cái để xuống ngay trên lò nó, vậy nó rất là nguy hiểm. Thì giống như con cái có thể tới để làm đem đồ ăn tới cho ba mẹ, hay là nhiều khi mẹ càng ngày càng lớn rồi, kho cá rồi cắt tay đứt tay đồ này nọ không có nên làm nữa. Vâng, thì vâng. Nếu mà con cái tới giúp đỡ kho cá cho mẹ, làm đồ ăn cho mẹ, làm cơm cho mẹ, mỗi cái đó một ngày có thể là 2-3 tiếng. Thì tại Julie cũng muốn nói đó là tại cái người Việt Nam của mình, cái văn hóa của mình đó là chứ nào bố mẹ mình lớn tuổi, cái đó là trách nhiệm của mình. Yeah. Mà tại sao chính phủ chịu trả tiền cho mình cung cấp cái người bố mẹ của mình, hoặc cái vợ chồng của mình, hoặc con của mình? Nó có lợi cho chính phủ hay nó lợi cho mình hơn? Cái đó là it's a great question, I'm really glad you asked. Cái gì trong đời phần nhiều là cũng trở lại tiền hết. Thật ra lúc mà chính phủ cho mình IHSS thì chính phủ thật ra là tiết kiệm lâu dài. Ví dụ giống như là nếu mà đứa em, hồi bữa mình gặp chị này, hình như chị khoảng chừng 20 mấy tuổi bị delay, bị chậm phát triển, thì chị chỉ nằm một chỗ vậy thôi. Thì mẹ chỉ nói hồi xưa trước khi mà ở nhà đó, mẹ có để, lúc ở Việt Nam mới qua, mẹ có để em vô trong cái group home. Thì trong cái group home đó nó take care không có kỹ bằng mình, chăm sóc không có kỹ bằng mình. Thì em nó cứ đi ra đi vô bệnh viện hoài, nó bị lỡ đằng sau lưng hoài, nó tối ngày nó cứ bị sặc hoài, người ta đút không có kỹ nó cứ bị sặc hoài. Thì từ hồi mà đem em từ cái group home về nhà cho mẹ lo đó thì ít đi bệnh viện hơn. Thì mình biết mình càng ít đi bệnh viện thì chính phủ càng save money, và càng tiết kiệm tiền. Từ hồi đó thì em không có sạc nữa đồ này nọ. Dạ, thì mình nói ví dụ giống như là nếu mà em đó có maximum hours là chính phủ trả cho gia đình ví dụ 4-5 ngàn một tháng, cái đó rất là ít đối với lại nếu mà em ở trong cái group home hay trong nursing home, có nghĩa là 10 ngàn, 10 mấy ngàn trở lên. Wow. Thì thành ra mình thấy so, chừng nào gia đình của mình hiểu thêm, giống ngày hôm nay coi cái show là về hiểu về IHSS, thì họ thấy đó là tại nhiều người Việt Nam mình ngại là không muốn
nhận cái tiền đây, họ không muốn tốn kém cho chính phủ của mình, cho mình lại cho chính phủ lấy cái tiền đây cung cấp khác nhau. Mà hôm nay là Ái Vân nhắc nhở là lúc mà mình nhận cái tiền giúp đỡ về cái tiền IHS cho mình chăm sóc gia đình của mình kỹ hơn, nó sẽ quyền lợi nhiều hơn cho chính phủ. So it's more benefit for them when we accept the benefits. Yes. But for me, just to let you know, because I work in the mental health space. And when you work and when you're talking about mental health, it's almost about, and for it's kind of like a equivalent of a depression. It's like, I'm not worthy. I'm not worthy. I can't accept this money. Maybe somebody else is more deserving. And I think that's kind of what I see it to be, that I hope that our audience today understand that by accepting this, by receiving the support, you're actually not just receiving support. You're actually actively helping the government and the bottom line of our country to make sure that not more money is wasted in healthcare. But in addition to that, it's not hurting our family member. They're actually healthier and happier. And again, so basically you're talking about this is prevention. Phải không chị Ái Vân? Absolutely. So bây giờ chị Ái Vân nhắc nhở quý vị khán giả tại sao một lần nữa quý vị phải nên apply cho cái chương trình này. Ví dụ thêm một chuyện nữa đó là ví dụ giống như bác bây giờ bác càng ngày càng lớn rồi. Nếu mà mình mấy đứa con không có tiền để tới để tại vì ai cũng phải đi làm thôi. Thì nếu mà làm lại bớt chút xíu, lấy hai tiếng đồng hồ tới ghé ngang giúp đỡ ba mẹ, cho ba mẹ đem đồ ăn cho ba mẹ, làm là giặt đồ rồi nọ cho ba mẹ. Những cái chuyện đó, ví dụ giống như nếu mà bác 75, 80 tuổi mà phải lấy đồ đi qua bên kia, lỡ bác dắp té một cái. Mình biết là bác dắp té một cái đi vô bệnh viện là mấy trăm ngàn. Tại lớn tuổi người cao niên thường té nhiều, like broken bones, those are very té rồi phải giải phẫu rất là nhiều. Mà Ái Vân làm trong trong healthcare cho mấy bác cao niên nó rất là lâu rồi. Té không phải là chỉ té gãy xương thôi. Té gãy xương vô bệnh viện. Vô bệnh viện thì sao? Vô bệnh viện mình biết COVID, mình bị lây bệnh khác. Mình lây bệnh khác, rồi thí dụ giống như vô bệnh viện rồi bác không có ăn thì người ta phải cho nước biển. Cho nước biển rồi sao? Cho nước biển thì nước có thể vô trong phổi. Thì thành ra bác bây giờ bị nhiễm trùng phổi. Rồi lúc mà nhiễm trùng phổi thì nó sẽ lan ra các chuyện khác. Thì đó, thì mình thấy là không có phải là chỉ bác té rồi xong bao lại surgery là xong. Nhưng mà những cái chuyện đó nó sẽ lan nó bày ra rất là nhiều. Mà lúc mà nó bày ra càng nhiều mà càng trong bệnh viện thì chính phủ tốn cả triệu bạc. Thì thành ra thà là chính phủ trả cho gia đình 500, 1.000, 2.000 một tháng. Còn mỗi cái amount đây á, là tùy theo cái level chăm sóc phải không? Chứ nào người nào không có cần chăm sóc lắm thì cũng không có được nhiều. Và cái người nào nặng hơn là cái gia đình đó được nhiều cái tiền cung cấp, không phải là gia đình mà cái người bị bệnh. Cần được cái chương trình đó để cho mình họ tìm người chăm sóc kỹ hơn. Tại mình cũng muốn nghĩ đó là con mình nó có hiếu, nó sẽ chăm sóc mình. Mà thiệt ra mình cũng biết trong gia đình của mình, trong cái kinh nghiệm của mình, mình cũng thấy là mình muốn con mình có hiếu mình, nó đâu có tự có hiếu không. Thì có thể con mình nó không có chăm sóc mình. Mà điều mình có cái tiền đây, mình đủ tiền tự tìm người chăm sóc mình cũng được, phải không chị Ái Vân? Thì cái đó là những cái IHSS là cho các bác hay là cho người khuyết tật, chứ không có phải là cho người giống như là chị Julie với lại Yvonne ha. Mình lấy những cái tiền đó để giúp mấy bác. Mấy bác muốn mướn ai cũng được hết trơn, không phải con mình láng giềng mình cũng có nhiều cái tự do hơn. Well, thank you chị Ái Vân for coming here, because I learned so much about what IHSS means and why it's so important for us to not just receive this money, but to accept this money, because it actually helps the government, because they need to hire you so that to prevent your family member from going back in hospital and costing more. Well, thank you so much for following us today on the OC Health and Education Show. After the commercial break, we'll continue to talk to Ái Vân Murray about IHS benefits. Cảm ơn quý vị khán giả, Go Little Saigon TV. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show.
I'm your host, Julie Yip. We're going to continue our conversation and show you and tell you a little bit more on how you can how you can apply for IHSS and what kind of support you can get. Chị Ai Vân, là Julie thấy đó là hôm nay mình nói chi tiết về cái chương trình của IHSS, tại sao and mình phải nên apply and ghi danh cho cái chương trình đây. Mà mình nói là phải ghi danh cái chương trình đây mà mình không có biết liên lạc ai. Mà Julie muốn hỏi về vấn đề của chị Ai Vân, về gia đình của chị Ai Vân. Làm sao chị biết về cái chương trình đây? Có ai giúp chị không? Thật ra Julie có nói Julie lúc mà mình tới, lúc mà hai đứa con mình bị autism thì mình thật ra rất là depressed, rất là overwhelmed, ngủ không được rồi nọ. Thì lúc mà mình tới mình nói chuyện với Julie thì cũng y hệt như vậy. Julie nói vậy thì mình cũng nói nhưng mà mình chắc mình làm nhiều tiền quá không có đâu. So mình càng ngày càng làm sâu quá thì có người này có người nọ giúp đỡ. Thì nếu mà mình cần giúp đỡ thì mình phải kiếm một người nào binh hộ cho mình. Sometimes ở ngoài đó người ta có những cái hội để có thể giúp đỡ, hay là có thể mình đi với hội thì người ta volunteer rồi ta giúp đỡ, hay là theo những người như Ái Vân là người bên hộ để giúp đỡ. Tại vì mà có gia đình nào họ có đủ khả năng tự làm hết không? Chị Ái Vân với anh Grant cũng có bằng cấp, bằng master, học hành rất nhiều, mà mình có tự làm được không? Hồi xưa lúc đó mình cũng mới nói là hai người bằng master đồ này nọ, ai làm trong healthcare 15 năm. Nhưng mà lúc mà mình tới mình làm nó, mình cũng thấy wow nhiều quá, mình cũng rắc rối quá, mình không có biết. Thì cũng phải có người giúp đỡ để theo từng chi tiết step by step. So and it makes all the difference. Tại sao giống như là em của mình hồi đó giờ có khoảng chừng chỉ có 500 thôi. Nhưng mà sau khi Ái Vân giúp ba mẹ làm giấy tờ lại thì em nó có tới 5,000 lần. Là tại vì cái cách mình khai sao lúc mà social worker ra. Nó bị bệnh disability nhiều lúc gia đình cũng không có biết cách sao khai. Thì chính phủ cho ít thôi. Thì cái cách khai á là rất là quan trọng. Thì mình lúc mà mình cái service của Ivan tới, Ivan có thể giúp đỡ gia đình cái cách khai sao. Ví dụ giống như cái em hồi nãy mình mới nói là em 20 mấy tuổi bị glory delay, ngồi wheelchair chỉ nằm một chỗ thôi, thì mình tới mình hỏi bác một ngày bác take care em thì sao, thì bác nói thì tối ngày nó cứ nằm vậy thôi, giờ nào cho ăn thì để lên wheelchair đút em ăn. Nhưng mà cái đó không có đúng. Mình nói lại bác mình thì bác làm rất nhiều việc mà bác không biết cách khai, không có khai hết. Đúng rồi. Tại mình nghĩ đây là con của mình chăm sóc, mình đâu có mình đâu có tính tiếng đâu. Với lại nhiều khi mình làm mình không có suy nghĩ tới mình không có suy nghĩ tới, mình chỉ làm vậy thôi. Nhưng mà lúc mà mình ngồi xuống mình làm từng chi tiết thì nó nói ok bác phải nói như vậy. Bác nói là em nằm ở đó nhưng mà em nằm ở đó nhưng mà em ngủ mấy giờ sáng dậy? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Nó 3-4 giờ sáng là nó dậy. Lúc mà 3-4 giờ sáng dậy thì nguyên gia đình ở trong nhà ai cũng dậy thức dậy hết, tại em nó ồn ào. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bác nói là em nằm ở đó nhưng mà đâu phải là em nằm đó, bác đi chợ, bác làm gì bác làm đâu. Em nằm ở đó 1-2 tiếng. Mình phải vẫn ở đó chăm sóc. Bác tới, bác lật em, chứ nếu không mà để không có lật em thì để đằng sau nó bị ẩm đằng sau thì em nó sẽ bị lở. Nó lỡ nhiều khi nó ăn vô tới xương luôn. Là rất là đau đớn cho em. Thì mình phải lật em đồ này nọ. Rồi lúc mà bác cho em đút ăn nè, bác đút em ăn, bác phải làm đồ ăn, đâu có phải là đút cơm cái là xong. Bác phải nhiều khi bác phải nấu thành là cháo cho nó thiệt là mềm hay gì đó. Cái gì nữa ta? Giống như em bây giờ bác nói em phải đi thay tả, phải mặc tả. Thì bác mặc tả đâu phải một ngày thì chỉ có một cái tả đâu. Bác một hai tiếng bác phải thay tả, mà đâu thay tả lúc mà thay tả em đâu có nằm ở đó dễ dàng cho bác tha đâu, bác thay đâu. Nhiều khi em nó quay qua nó quay lại, nhiều khi mấy em mà không có nó biết mày, hay, nó phải giặt quần áo nó, thêm nó đi bóp cức nó lấy cức nó lấy nó dục vô mặt mình, nó kéo tóc mình đồ này nọ. Thì bác phải nói những cái chi tiết đó rất là quan trọng. Và một cái nữa mình muốn nói giống mà như tại chưa thì cũng nghĩ đó là tại mình có rất nhiều kinh nghiệm với con á. Mình làm tự nhiên mình đâu biết mình prevention mấy cái đây. Phải không? Mà mình phải luôn luôn cái đó của mình phải suy nghĩ, mình bị rối loạn, mình cũng khó khăn, mình cũng không có thời gian nghỉ. Hồi đó lúc mà người ta interview Ái Vân, lúc mà mình khai cho em của mình á thì lúc đó thật ra mình chỉ có 12 tuổi thôi. Mà lúc đó người ta không có translator thì mình translate. Thì người ta hỏi Ái Vân, Ái Vân làm gì mỗi ngày là sao? Thì Ái Vân nói nhiều khi đang ngồi đó tự nhiên không thấy em nó ở đâu, chạy ra ngoài đường thì nó nhiều khi nó ở ngoài đường hay nó ở sau vườn, mình không có biết. Về cái sự an toàn cũng cái là sự an toàn nhiều khi em không biết nó có ăn thuốc chuột hay cái gì, mình không có biết được. Thì lúc mà mình nói như vậy, người social worker shut mình down right away, nói nếu mà như vậy là có nghĩa là cô không có coi em của cô, mình sẽ gọi CPS bắt em cô đi.
thì lúc mà mình nói vậy thì bà nói vậy mình sợ rồi, mình im re, mình đâu có dám nói gì nữa. Dạ, vâng. Thì bây giờ lúc trở lại, bây giờ nếu mà Ái Vân làm lại được thì Ái Vân sẽ nói cách chỉ gia đình nói sao. Tôi đang đi vệ sinh. Lúc mà tôi đi vệ sinh trong chỉ có 3 phút, 5 phút thôi, tôi chạy ra thì con tôi nó chạy đi chỗ nào mà tôi không có biết. Nó tôi chạy ra, đằng sau vườn thì thấy nó đang leo muốn vô trong cái hồ của người ta mà nó không có biết bơ. Vâng. Mình phải nói như vậy. Hay là mình nói mình đang nấu ăn, tôi đang kho cá, mà lúc mà tôi quay lại thì thấy nó không thấy nó ở đâu, nó chạy ra ngoài đường rồi. Thì mình phải nói, tại vì cái đó là sao? Tại vì ai cũng phải đi vệ sinh hết, ai cũng phải mà nấu ăn hết. Vâng. Nấu ăn rồi mới cho con mình ăn, chứ không nấu ăn ai cho con mình bây ăn. Bây giờ chị Ái Vân nói rất là chi tiết, mà chừng nào phụ huynh và khán giả của Lưu Sài Gòn TV muốn liên lạc cho Ái Vân, yeah, là mình có cái website hay cái email hay, yeah, có cái gì, hay có đi số điện thoại không? Dạ, yeah, cứ gọi số điện thoại được. Dạ, số điện thoại của Ái Vân là 714-200-7477. Again, 714-200-7477. Ái Vân xin kể một cái chuyện nữa, là một em nữa nó cũng bị autism, mà em nó bị nó người da đen. Dạ, thì mình nói với lại gia đình đó, thì mới tới gia đình cũng vậy, gia đình cũng ngại, không có biết xin được hay không, vâng, cũng không có muốn ngại chính phủ đồ này nọ. Thì mình nói bây giờ như vậy nè, em nó là da đen, nó 7 tuổi, nó bị autism. Mình dòm vô mặt nó, mình đâu có biết là autism. Mình, vâng, đâu có biết, giống như là Down syndrome, mình dòm thấy mình đâu có biết. Thì bây giờ đứa em nó chỉ có 7 tuổi thôi, nhưng mà cứ nghĩ đi, mai mốt mà em nó thành 18 tuổi, thành 20 lớn. Tuổi, thành người lớn 20 tuổi, 200 pound, một đứa con trai Mỹ đen 200 pound rất là lớn. Có cái chuyện lên là đứa đó nó ra ngoài nó đi mua cà rem hay gì đó, người ta không có tiền để thuế cho nó, thì nó giận lên, nó la ôm sờm, nó quơ tai. Thì lúc đó từ người đó ta rất là nguy hiểm. Dạ, người ta gọi anh xin lỗi, gọi cảnh sát tới. Vâng. Thì mình biết trong chuyện mà cảnh sát mà với lại Mỹ đen thì mình, yeah, mình biết nó ra chuyện nó ra sao. Wow. Rồi thì lúc mà Ái Vân nói vậy với gia đình thì gia đình cũng hết hồn. Gia đình nói ồ, Ái Vân nói vậy đúng rồi. Thì bây giờ mẹ phải nghỉ làm để chở con mình đi các cái therapy để có thể prevent con mình, nó là ABA therapy, là behavior therapy, là nó huấn luyện con em của mình. Thí dụ lúc mà cái gì mà bực mình thì mình làm sao, mình không có đánh người ta, mình không có attack người ta, mình ngồi xuống, mình làm, you know, mình làm relaxing therapy, mình thở hay gì đó. Tại mà vì điều lúc mà mấy trẻ em đã bị tự kỷ hay bị bệnh gì đó phải, yeah, có rất nhiều appointment, gặp rất nhiều, yeah, người specialist, yeah, người chuyên môn. So bây giờ đó, một lần nữa Ái Vân nói cho gia đình biết á, là số điện thoại, yeah, và làm sao chị Ái Vân làm cái intake, yeah, mình gặp gia đình. Yeah. What's the process like? Yeah. You know, because right now I want you to share with the family once more the phone number, how to reach you. Yeah. And what does intake process look like? Just briefly, because we're going to close out our program. Yeah. And we want to make sure that people know how to reach out to you, yeah, and how easy it is to do this. Not easy for you, but for them. Yeah. Because when you have the support, it provides a lot of comfort and support for the families. Yeah. Số điện thoại của Ái Vân là 714-200-7477. Quý vị cứ gọi Ái Vân, thì nếu mà Ái Vân không giúp đỡ được, Ái Vân có thể refer các chỗ khác, hay là mình ít nhất mình cũng có thể giải thích cho gia đình là gia đình có benefit gì, hay là gia đình sơ gia đình nên look where to look at least, where to start at least. Thì Ái Vân rất là muốn giúp đỡ. Ái Vân muốn gia đình có cái benefit như gia đình của mình. Con của mình hai đứa therapy một tuần 7 ngày. Wow. Chủ nhật cũng đi therapy luôn. Thành ra rất là bận. Thành ra Ái Vân muốn giúp các gia đình khác ở ngoài đó. Yeah. Okay, well, thank you, Ái Vân, for coming today, because I think it's really important that our family understands this program and understand that there are help out there, yeah, to apply. Yes. Yes. And that you're actually one of many people that helps. I know with OC Autism, when someone comes for our case management, I look at the big picture. What are all the therapy, what are the services they qualify for, and where they can go. Yeah. So you're one of the, you know, the organizations that we refer to, yeah, because you've been so helpful specifically for families who are bilingual Vietnamese. Yeah. So cảm ơn chị Ái Vân đã, yeah, tới chương trình hôm nay, yeah, để nói thêm về chương trình IHSS. Chị Ái Vân có cái lời nói gì cho khán giả mình không? Dạ, thì mình nói là có rất là nhiều resource, nhưng mà mình phải biết kiếm chỗ nào, thì cứ gọi Ái Vân có thể giúp đỡ.
Okay, cảm ơn chị Ai Vân. Thank you so much for tuning in today to learn a lot about the IHS program. Julie, một lần nữa muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay mình hiểu thêm rất chi tiết về cái chương trình IHS, làm tại sao mình phải nên ghi danh cho cái chương trình đây, mà chừng nào chứ quý vị thấy có mình có cái người nào cần cái chăm sóc đặc biệt hơn về con của mình, người lớn, người vợ chồng của mình hay người cao niên, cái người bố mẹ của mình, nên liên lạc chị Ai Vân để cho chị Ai Vân có giúp cho quý vị. Luôn luôn Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV và chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.